đó. Cuối tháng nhất sách thì mình đọc được. Không biết có gì, nó cảm ơn. Cảm ơn mọi người không? Cảm ơn Thường. Cảm ơn Kha. Cảm ơn Hòn. Còn cũng mấy ngày cuối cùng là cũng bị có một số chặt trong cái hợp đồng á. Hành Hòn đi đó, quen luôn cả thứ bảy có chủ nhật luôn. Trong đầu cứ ám ảnh cái chuyện là phải phát hành, phải kịp số, phải đạt được cái mục tiêu đó. Quen luôn thứ bảy chủ nhật gọi điện cho Hòn. Hòn nó gọi điện cho sếp, nó gọi điện để giải quyết công việc cho em. Và sáng giờ không trả lời, cũng ngày chủ nhật mà thấy mình nghĩ đó là thứ bảy. Thứ bảy cứ ép anh Hòn mà phải gọi điện đâu cứ để mà xử lý. Có nhiều cái, một tháng đâu qua, hai tháng, từ tháng năm từ trên lên tới US 6 tháng rồi. Tháng thứ 6, 3 tháng trước không? 3 1 tới tháng 3 là không thể đi tới cái vị trí này hết. Mình lên cũng được, không lên cũng được. Nhưng mà qua một khóa học resume đó, thì khi mà đi về thì nó sẽ khác. Đi về thì mình sẽ có một cái suy nghĩ khác. Như một chân đứng ở trên này, một chân đứng ở mét đó. Rồi bây giờ mình một là mình lên, hai là mình xuống luôn. Thì mình lên hai phần xuống. Thì mình quyết định lên rồi thì phải đứng ra được, không muốn đi xuống, đó là cái ám ảnh của mình để là đạt được những cái này. Đúng không anh chị ở đây thì không biết nó chỉ thấy sức rất là vui, và cố gắng quyết định đi lên rồi sẽ lên tiếp và bậc thang nữa. Và thấy không chắc không muốn nó là gian, không biết thời gian mà bao lâu càng sớm càng tốt, thì chắc chắn thấy sẽ một lần nữa đứng ở đây. Còn có hoa thì em với bạn như em nữa.